bạn đã đến với bản tin của chúng tôi, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất, nóng nhất về tình hình đời sống xã hội trong 24 giờ qua. Và ngay bây giờ, hãy cùng điểm những thông tin nổi bật có trong ngày hôm nay. 5 điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine Xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã kéo dài sang ngày thứ 11. Theo các chuyên gia quân sự, cuộc tấn công của Nga hướng vào mục tiêu quân sự ở Ukraine tới nay đang không diễn ra như kế hoạch quân Nga phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt hơn dự kiến, bên cạnh những lệnh trừng phạt khắc nghiệt tới từ các nước quốc gia phương Tây. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Theo Wall Street Journal, rất khó để dự đoán chính xác tình hình trước mắt, nhưng các chuyên gia đang tập trung một số yếu tố để cung cấp manh mối, bao gồm tình hình chiến sự và tác động của các lệnh trừng phạt lên các bên. Theo đó sẽ có 5 biến số mà các nhà phân tích quân sự cho rằng có thể xác định diễn biến của cuộc chiến. Đầu tiên đó chính là lực lượng chiến đấu. Giới quan sát phương Tây cho rằng, quân đội của Nga đã không hoạt động hiệu quả trong những ngày đầu giao tranh với Ukraine. Một quân đội được hiện đại hóa trong hơn một thập kỷ được kỳ vọng sẽ đánh bại khả năng kháng cự của Ukraine. Tuy nhiên, thì Nga đã không thực hiện được chiến dịch quân sự kết hợp với nhiều nhánh khác nhau kể từ giao tranh tại Afghanistan năm 1979. Ông Clarke, cựu giám đốc của John United Service đã cho biết, Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy quân đội của Nga không được đào tạo bài bản, không được chỉ huy tốt cùng với khâu hậu cần thiếu hiệu quả. Đó là thất bại ở khâu lên kế hoạch, hoặc là Nga đã đánh giá thấp Ukraine. Theo ông Klaker, lực lượng quân đội của Nga đã được hiện đại hóa, nhưng dường như chưa khắc phục được điểm yếu trong quá khứ. Cựu phó chỉ huy quân sự NATO đã nhấn mạnh, người Nga cần phải học hỏi trên khía cạnh phối hợp tấn công bằng vũ khí theo cách chuyên nghiệp hơn so với cách mà họ đang làm hiện tại. Có thể Moscow đã chủ động hạn chế quy mô chiến dịch ngay từ thời điểm đầu xảy ra giao tranh, với mong đợi Ukraine sẽ kháng cự ít hơn so với những gì thực tế mà Nga đã trải qua quân đội Nga có thể duy trì chiến dịch này, rồi kỳ vọng phía Ukraine sẽ kiệt sức. Theo một số nhà phân tích quân sự, một kịch bản dễ xảy ra đó là Nga sử dụng hỏa lực mạnh hơn để tiến sâu hơn vào Ukraine, bao vây các thành phố hoặc là sử dụng vũ khí hạng nặng để chống lại họ. Thứ hai đó là khả năng phòng thủ của Ukraine. Cho tới nay, thì quân đội của Nga đã tận dụng tối đa tài nguyên quân sự để đối đầu với địch thủ lớn hơn và tiên tiến hơn. Quá trình tiến quân chậm của Nga là minh chứng đầu tiên và quan trọng nhất cho thấy khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine tinh thần là yếu tố quan trọng trong chiến đấu và người ukraine tin rằng họ sở hữu yếu tố này quyết tâm tiếp tục tại vị tổng thống zelensky cũng giúp duy trì chiến dịch ukraine sự xuất hiện của tổng thống zelensky trên mạng xã hội cùng với những đoạn phim quay về cuộc chiến của người dân ukraine đã giúp cho kiev giành được thiện cảm ở quê nhà và ở phương tây tuy nhiên giới phân tích cho rằng quân đội ukraine sớm muộn gì cũng vụn vỡ người ukraine đã chiến đấu với tất cả những gì mình có trong suốt thời gian vừa qua họ không có thời gian nghỉ ngơi trong khi đó thì Nga có thể tiếp tục củng cố tiền tuyến bằng những binh lính mới. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Giả định phổ biến đó là Moscow sẽ tìm cách thành lập chính phủ mới ở Kiev để điều hành phía Tây Ukraine, đồng thời sáp nhập phần lớn lãnh thổ nước này ở phía đông của sông Rydop. Một giả thiết khác cũng được đưa ra đó là quân đội Ukraine sẽ tan vỡ và cuộc nổi dậy bắt đầu, buộc quân đội Nga phải tăng cường lực lượng để chiến đấu và kiểm soát. Thứ ba đó là phản ứng của phương Tây. Chính phủ của các nước phương Tây đã loại trừ khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine bao gồm cả phương án hình thành vùng cấm bay khiến họ bị xung đột trực tiếp với không quân của nga thay vào đó họ lựa chọn cung cấp vũ khí để giúp cho người ukraine tự vệ và tăng cường quân số ở các quốc gia cực đông của nato giới phân tích nhận định nga sẽ tìm cách đóng cửa biên giới ukraine và ba lan để ngăn chặn vũ khí phương tây tràn vào đó là bước đi có thể làm tăng nguy cơ xung đột leo thang khi có tác động tới các nước nato trong đó có ba lan Vũ khí lớn nhất mà phương Tây triển khai là một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào kinh tế của Nga và các nhà lãnh đạo của nước này. Các lệnh trừng phạt đã nhắm vào ngân hàng trung ương, các ngân hàng thương mại, các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh của Nga. Người Nga đã xếp hàng dài bên ngoài các ngân hàng để rút tiền trước nguy cơ lạm phát có khả năng tăng cao. Nước Nga sẽ cảm thấy gánh nặng kinh tế đã ở ngay trong mắt. Các biện pháp trừng phạt đó có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hành động của Nga. Tất nhiên, các nước phương Tây cũng phải trả giá ít nhiều. Các biện pháp trừng phạt có thể làm gia tăng lạm phát đó chưa kể là nga có thể trả đũa bằng cách đó là cắt nguồn cung cấp năng lượng dẫn tới việc phân phối điện ở châu âu dù vậy những biện pháp trừng phạt có thể không thay đổi lập trường của chính quyền tổng thống putin putin và những cộng sự của ông ít nhất là những chính trị gia hoặc là tướng lĩnh xung quanh ông chưa bao giờ cúi đầu trước các lệnh trừng phạt một thành viên cao cấp của viện chính sách đối ngoại estonia đã khẳng định phong trào ủng hộ dành cho ukraine đang lan nhanh ở các nước phương tây khi người dân ukraine được coi là nạn nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa và vô cớ điều đó có thể củng cố nền tảng giúp cho các chính phủ duy trì các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, theo thời gian, sự đoàn kết đó có thể bị sói mòn khi các nước đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Bất kỳ nền hòa bình mơ hồ nào do Moscow áp đặt lên Ukraine có thể khiến cho phương Tây tranh luận về cách điều chỉnh lệnh trừng phạt. Theo các nhà phân tích, một quốc gia có thể ảnh hưởng lớn hơn đối với Nga, đó là Trung Quốc, nơi giới lãnh đạo nước này đang lo ngại về viễn cảnh leo thang quân sự. Thứ tư, đó là phản ứng trong lòng nước Nga. Đây vẫn còn là một ẩn số. Phương Tây không chỉ khó khăn trong việc xác định lập trường của Nga, mà còn chưa biết điều gì sẽ ảnh hưởng tới những quyết định ở Moscow. Phần lớn người Nga lấy thông tin của họ từ các chương trình truyền hình bị kiểm duyệt. Vì vậy, nhiều người sẽ tin rằng những khó khăn kinh tế mà họ đang phải gánh chịu không phải lỗi do chính phủ của họ mà là do phương Tây. Ngoài những khó khăn về kinh tế, bất kỳ chiến dịch dài hơn nào ở Ukraine cũng sẽ khiến cho nhiều binh lính Nga thiệt mạng. Một yếu tố mà trong quá khứ đã làm lung lay ngay cả những người vốn thường ủng hộ Tổng thống Putin. Thứ năm đó là đàm phán hòa bình, Nga và Ukraine đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Nhiều nhà phân tích bi quan cho rằng đôi bên có thể chỉ tìm tới một giải pháp tức thì. Các biến số trong cuộc đàm phán chủ yếu phụ thuộc vào mục tiêu của Nga, sự trung lập của Ukraine và lãnh thổ Ukraine. Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và có khả năng Ukraine sẽ chấp nhận điều đó. Nga có thể tìm cách sắp nhập thêm những vùng lãnh thổ xa hơn ở phía đông của sông Dnipro. Angela Stein, một chuyên gia về các vấn đề Nga tại Đại học Georgetown đã cho biết, có thể Nga sẽ cố gắng chia Ukraine thành nhiều phần và để yên cho phía Tây Ukraine, nhưng điều này có thể dẫn tới một chính phủ nghiêng về phương Tây ở thủ đô Kiev. Các nhà phân tích cho rằng, Nga có thể tìm kiếm một hiến pháp Ukraine nhằm trao quyền độc lập đáng kể cho phía đông đất nước và có chủ quyền đối với những hành động của chính phủ Ukraine. Dù vậy, ngay cả khi Ukraine đồng ý tổ chức bầu cử, Nga vẫn đối diện với những rủi ro nhất định. Thay vì thuyết phục Ukraine đứng ở thế trung lập, cuộc xung đột vũ trang của Nga có thể khiến cho Ukraine nghĩ theo hướng ngược lại. Ukraine sẽ không chấp nhận bất lực. Họ có thể đưa ra một số đảm bảo liên quan tới lực lượng quân đội nước ngoài hay là tên lửa. Nhưng nếu là người Ukraine, điều này sẽ không ngăn cản được việc tiếp tục mong muốn gia nhập NATO. Ukraine sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO Mới đây, Fox News đã dẫn lời nhà đàm phán của Ukraine rằng Phản ứng mà chúng tôi nhận được từ các nước NATO là họ không sẵn sàng thảo luận về việc đưa chúng tôi vào NATO, chứ không phải trong khoảng thời gian 5 hay 10 năm tới. Chúng tôi đã sẵn sàng thảo luận về một mô hình không thuộc NATO, ví dụ có thể có sự đảm bảo trực tiếp của các quốc gia khác như là Mỹ, Trung Quốc, Anh và có thể là Đức hoặc Pháp. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận những điều như vậy trong vòng kết nối rộng hơn, không chỉ trong các cuộc thảo luận song phương với Nga mà còn các đối tác khác. Từ lâu thì Ukraine đã theo đuổi tư cách thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, Tổng thống Nga Putin tuyên bố việc Kiev trở thành thành viên của NATO sẽ là lăn danh đỏ đối với Nga. Điều này cũng được ông Putin nêu ra với chính quyền Tổng thống Zelensky để chấm dứt chiến dịch quân sự hiện nay ở Ukraine. Trong nhiều năm, ông Putin luôn tìm kiếm sự đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO, trong đó nhấn mạnh mối quan ngại về sự mở rộng phía đông của Liên minh là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Nga và Ukraine đã tổ chức hai vòng đàm phán kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Kiev vào ngày 24 tháng 2. Trong vòng đàm phán mới đây, hai bên đã đồng ý mở cửa hành lang nhân đạo để cho phép dân thường ra khỏi một số khu vực chiến sự. Theo Sputnik, Ngoại trưởng của Nga đã cho biết Moscow đang chờ tin tức từ Ukraine về vòng đàm phán tiếp theo vì ngày diễn ra vòng đàm phán thứ ba vẫn chưa được ấn định. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bán ở Ukraine để dân thường sơ tán mới đây tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở ukraine ngừng bắn để tạo điều kiện cho người dân có thể sơ tán an toàn khỏi các thành phố và hàng viện trợ nhân đạo có thể đến được với những người còn đang bám trụ lại trên trang mạng twitter ông guterres đã khẳng định điều quan trọng sống còn là thiết lập ngừng bắn tại ukraine để cho phép sơ tán an toàn dân thường khỏi ba thành phố cũng như tất cả các nơi khác đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột đồng thời để đảm bảo hàng cứu trợ nhân đạo có thể đến được với những người đang ở lại trong một diễn biến khác có liên quan, một phái đoàn quan sát viên của Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất là 364 dân thường được xác định là đã thiệt mạng và 759 người bị thương tại Ukraine kể từ khi người Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng vào hôm 24 tháng 2 vừa qua. Nga tố Ukraine phá hủy bằng chứng về chương trình vũ khí sinh học do Mỹ tài trợ Khi Nga bắt đầu chiến dịch ở Ukraine, chính quyền Kiev đã ra lệnh tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh trong phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở gần biên giới Nga Moscow. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, chúng tôi đã nhận được tài liệu từ các nhân viên phòng thí nghiệm sinh học Ukraine về việc tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm như dịch bệnh hạch, bệnh than, bệnh sốt rét, bệnh tả và các bệnh chết người khác vào ngày 24 tháng 2, ngày mà Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các tài liệu mà Nga công bố bao gồm lệnh của Bộ Y tế Ukraine về việc tiêu hủy mầm bệnh và danh sách các loại mầm bệnh. Số tài liệu này đang được phân tích bởi chuyên gia bức xạ, hóa học và sinh học. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ trình bày kết quả phân tích, thông báo của Bộ Quốc phòng đã cho biết. Từ các dữ liệu trên, Moscow đã cáo buộc Kiev tiến hành xóa dấu vết khẩn cấp để che giấu bằng chứng về chương trình vũ khí sinh học mà Bộ Quốc phòng Nga nghi là do Mỹ tài trợ. Chương trình này có liên quan tới việc sản xuất các thành phần của vũ khí sinh học tại ít nhất là hai phòng thí nghiệm ở thành phố Botava và Kharkov, nơi quân đội Nga và Ukraine đã giao tranh đấu dữ dội trong những ngày gần đây. Phía Nga tin rằng các tài liệu sẽ giúp chứng minh Ukraine và Mỹ vi phạm điều 1 trong công ước về vũ khí sinh học của Liên Hợp Quốc. Mỹ, Ukraine và Nga nằm trong số hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia công ước này. Theo điều 1, tất cả các bên đồng ý không bao giờ phát triển, sản xuất, dự trữ, mua hoặc là lưu trữ vũ khí sinh học trong bất cứ trường hợp nào. Hãng tin Reuters cho biết hiện tại chưa thể xác thực được số tài liệu mà Nga công bố. Mỹ và Ukraine cũng chưa bình luận về cáo buộc này những sự việc nổi bật có trong ngày hôm nay sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo đừng quên lan tỏa video này bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại